Dạ hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với trang bán điện thoại cũ Di Động Online Thành Phú nha. Trưa hôm nay thì em cũng về được một số mặt hàng tiếp nha mọi người. Trong tuần này thì hàng hóa của em nó về cũng hơi đều đặn rồi nha mọi người nha. Ở đây thì em xin nói sơ về hình thức mua bán bên em nha. Đây là số điện thoại bên em nha mọi người, 0971 172 105. Số điện thoại của em có nằm trong phần mô tả video và những số tài khoản cũng như là cách thức mua hàng em có để hết trong phần mô tả video nha. Mọi người mua hàng vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại giùm em đó là 0971 172 105. Bên em thì sẽ gửi hàng toàn quốc, nhưng cái thời gian mùa dịch này thì em gửi hàng hơi chậm, thì từ 10 cho đến là 14 ngày. Khu vực vùng xanh, những vùng cam, vùng vàng, vùng đỏ gì đấy thì khoảng tầm 14 cho đến 16 ngày nha mọi người nha. Và để gửi hàng đi xa thì em sẽ nhận cọc trước là 50.000 hoặc là 100.000 cho một đơn hàng, tùy vào giá trị của máy nha. Em nhận cọc là lý do là có một vài trường hợp như là có một vài cửa hàng hay là một vài khách người ta thích rất thích đặt hàng, nói chung là đặt hàng xong là không nhận đó mọi người, đặt hàng cho vui thôi, đến là không nhận. Và có nói chung là trường hợp nó rất là nhiều, thành ra là bắt buộc em phải nhận cọc. Và em nhận cọc thì em nhận qua chuyển khoản ngân hàng cũng được hoặc là qua thẻ cào điện thoại cũng được. Mọi người cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giúp em ha. Ở đây thì giờ phát video của em thì từ 11 giờ 30 cho đến 12 giờ 30 hàng ngày trên hai trang, một là trang Facebook Di Động Online Thành Phú nha. Trên này em vẫn đăng những bài viết bán hàng đây nha mọi người. Thứ hai nữa là trên ứng dụng YouTube Di Động Thành Phú. Thì mọi người có thể là bấm vào nút đăng ký kênh như thế này để nhận được những thông báo bên em. Khi em lên video mọi người sẽ được nhận thông báo nha. Đó, đây là những video mới nhất của em. Mọi người chỉ cần gõ vào YouTube, gõ chữ Di Động Thành Phú là sẽ thấy được những video mới nhất của em nha. Mọi người vui lòng để ý số điện thoại của em nha, 0971 172 105. 105, tất cả những số điện thoại khác thì đều là lừa đảo, nói chung là tất cả những số điện thoại khác đều là lừa đảo mọi người nha. Dạ rồi, bắt đầu thì ở đây em xin giới thiệu sơ một số mặt hàng ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay thì hàng Samsung S9 Plus bên em thì đã về thêm được rồi. Thì cái lô ngày hôm qua thì nó về nó đã hết rồi. Còn đây là cái lô ngày hôm nay nha mọi người nha. Dạ đây, Samsung S9 Plus nha mọi người nha. Ngày hôm qua thì cái lô Samsung S9 Plus ngày hôm qua thì đã tạm hết. Ngày hôm nay thì đã có tiếp rồi nha mọi người nha. Tất cả các đơn hàng ngày hôm qua thì em đã gửi hàng rồi nha mọi người. Thời gian này thì hàng hóa nó bị quá tải cho nên gửi hàng rất là chậm, mọi người thông cảm giùm em nha. Có đơn hàng tới cả 20 ngày luôn mọi người, nhưng mà có đơn thì chỉ có 3 ngày thôi. Đó, tùy vào khu vực. Đây là những con Samsung S9 Plus bên em nha. Máy đẹp 99,9 luôn nha mọi người nha. Samsung S9 Plus bản 1 SIM bản Mỹ nha mọi người. Em có màu xanh, màu đen và màu tím nha. Xanh đen và màu tím. Đa số là màu xanh, tại vì màu xanh này khách hàng rất là ưa chuộng, tại vì rất là đẹp nha mọi người. Samsung S9 Plus, RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ là 64GB nha, bản 1 SIM. Đó. Siêu viền thì vẫn còn hết nha mọi người nha. Ở đây thì lô này em về còn ở đây khoảng tầm 13-14 máy thôi, 13-14 máy gì đấy thôi mọi người, không còn nhiều ha. Đây, tất cả đều là của nhà mạng Mỹ nha mọi người nha, bản Mỹ ha, Samsung S9 Plus. Thì nhà mạng Mỹ thì nó có 2-3 bản nhà mạng vậy, TT Mobile hoặc là nói chung là nhiều bản, 3-4 nhà mạng giống như là Viettel, Mobi, Vina vậy mọi người. Nhưng mà bạn tất cả các bản thì nó đều chạy một con chip cả. Đây là Samsung S9 Plus nha mọi người nha. RAM 4GB, RAM 6GB và bộ nhớ của nó sẽ là 64GB. Màn hình sáng đẹp hết nha đây mọi người. Đây. RAM 6 và bộ nhớ sẽ là 64 nha. Những con này về mà quay phim chụp ảnh thì khỏi chê rồi. Đâu rồi, camera đâu ha? Đây. Đó. Đây là camera sau. Đây mọi người. Quay phim chụp ảnh thì khỏi chê rồi ha. Nói chung là những cái dòng Samsung mà S với Note thì quay phim chụp ảnh thì không có gì phải lo lắng cả mọi người. Đây. Nhớ đây camera trước ha. Đó. Rất là đẹp nha mọi người nha, Samsung S9 Plus. Những bản này bên em bán ra tặng phụ kiện gồm có một bộ sạc nhanh và một tai nghe AKG quay chọc SIM và thẻ bảo hành, thì bên em bán ra với mức giá là 4 triệu tư nha mọi người nha, 4 triệu 400 ngàn nha. Đó. Thì mọi người mua hàng thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại giùm em đó là 0971 172 105. Tại vì em không có chuyên về xử lý video cho nên là số điện thoại em không có đưa lên trực tiếp màn hình video được, cho nên mọi người thông cảm ha. Nhớ liên hệ trực tiếp số điện thoại giùm em đó là 0971 172 105 nha. Và ngày hôm nay thì những cái hàng iPhone 6S Plus cho mọi người, 6S Plus thì đã về tới nữa rồi. 6S Plus này thì em vẫn chưa kiểm tra nha mọi người nha, vẫn chưa kiểm tra. Đây là những cái bản 6S Plus 64GB. Những cái bản này chắc có thể là chủ nhật thì em sẽ kiểm tra xong. Thì bữa nay nó là thứ năm. Bữa nay là thứ năm thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm chủ nhật em sẽ kiểm tra xong nha mọi người nha.
thì nó có nhiều bảng màu như là màu hồng gold nè, màu màu ray đó, màu hồng gold, màu ray. Đây mọi người, em chưa kiểm tra cũng như là chưa chùi kè dọn keo này mọi người đó, mấy cái keo dính này cũng là chưa hết. Máy thì là máy zin hết nha mọi người nha. Vân tay thì đầy đủ, những bản này thì vân tay, vân chân thì đầy đủ hết cho mọi người. Đó, 64 GB, máy quốc tế hết nha. Nhưng mà tại vì mình phải kiểm tra cái pin là cái thứ nhất nè, đó. Pin là có nhiều con là pin 100% luôn. Đó, pin này là pin theo máy nha, có nhiều con là pin 100% luôn và có nhiều con sẽ là pin 8X. Nhưng mà mình phải kiểm tra cái độ bền của viên pin này nó còn ổn định hay không. Tức là phải sạc pin lên rồi để cái đế chế độ chờ của nó khoảng 2 ngày xem thử nó tuột khoảng bao nhiêu phần trăm và cái mức bao nhiêu là nó phù hợp với mọi người. Nói chung là kiểm tra cái này khoảng mất tầm 4 ngày, 4 ngày 5 ngày gì đấy. Đây là camera trước nha mọi người nha. Đó. Camera sau, máy là nguyên zin hết. Tình trạng máy thì những bản này nó có trầy xước nha mọi người nha. Đây là những cái bản này có trầy xước nha. Đó. Những anh thợ nào, tức là những anh nào cửa hàng á, nếu mà muốn ôm lô 6S Plus thì có thể là liên hệ trực tiếp cho em nha. Em sẽ chia luôn nguyên lô 6S Plus này. Lô này thì nó còn khoảng tầm 30 mấy nha mọi người, nó khoảng tầm 30 mấy ha. Đó. Anh thợ nào muốn lấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho em, về mình sẽ dọn, tức là mình sẽ chùi keo này kia nọ rồi mình sẽ tự kiểm tra, tại vì thời gian này công việc em khá là nhiều cho nên là cái độ kiểm tra nó cũng hơi hơi chậm á mọi người. Đồ nhà thì anh kỹ thuật anh vẫn chưa đi làm á mọi người, chỗ em có một mình em mà vừa kiểm tra máy vừa gói hàng vừa bán hàng và vừa nghe điện thoại luôn, thì tính ra là nó hơi rối rối một tí, mọi người thông cảm nha. Nhiều lúc gọi cho em vào buổi trưa mà bị máy bận á mọi người, thì mọi người có thể gọi lại lúc khác, tức là lúc mà em đang có điện thoại á, thì mọi người cứ gọi không được thì một lát sau mọi người gọi lại sẽ được. Nói chung là 1-2 phút thôi. Một cuộc điện thoại của em không bao giờ quá 2 phút thì mọi người cứ yên tâm nha. Đó, đây là 6S Plus nè, còn đây là 6 Plus nè. Thì lô này nó đã về chung thì em chưa kiểm tra đâu nha mọi người nha. Em chỉ báo hàng thôi. Và những cái dòng Oppo cũ nè, Oppo F9 Pro cũ thì những cái bản này em thu hồi của khách, thì ở đây thì em cũng đang kiểm tra những cái bản này thì tình trạng nó khá là xấu với mọi người. Đây. Khá là xấu nha, nói chung là rất là xấu. Tình trạng là có thay pin đó mọi người. Những bản này khi em kiểm tra xong em sẽ báo luôn, Oppo F9 Pro. Và nói chung là từ đây đến chủ nhật á, nếu mà chậm nhất thì sẽ rơi vào thứ ba tuần sau thì em sẽ báo gần như là đầy đủ hàng luôn. Đây mọi người, hàng hóa thì nó về cũng khá là nhiều ở đây. Và những cái dòng iPhone 7 thì ở đây em đã kiểm tra xong hết rồi. Ở đây thì em còn được một ít iPhone 7 đẹp 98% luôn nha mọi người nha. Nói chung là những con này đẹp 98% luôn. iPhone 7 nha mọi người nha. Đây mọi người, em sẽ quay cận cho mọi người xem ha. Nó vẫn có những cái điểm phẩy nhẹ nha mọi người nha. Đó, những cái điểm phẩy nhẹ ở đây. Pin thì pin cao nha, pin bao trên 80 luôn, iPhone 7 ha. iPhone 7 thì kích thước của nó chỉ bằng một cái iPhone 6 thôi mọi người, nó bằng một cái 6S đó nha mọi người nha. Đó, 6G, 6S thì tại vì nó cùng một kích thước đó mọi người. iPhone 7 thì mình có phân biệt giữa cái hàng 7 với hàng 6 là mình phân biệt ngay nhất là cái camera và cái đường sóng. Đó. Là dễ phân biệt nhất nha, là dễ phân biệt nhất luôn. Tại vì ngày hôm qua có một hai đơn ở bên Đồng Nai, tức là bên Đồng Nai hiện tại thì bây giờ em không gửi hàng vào được rồi. Đồng Nai và Bình Dương thì hiện tại em bên nó bị quá tải, em không gửi hàng vào được. Nhưng mà ngày những cái đơn trước đấy mọi người, thì em có hai cái đơn của iPhone 7 bên đấy. Thì có khách nói là tại sao đặt iPhone 7 mà gửi iPhone 6. Tại vì khách không có phân biệt được là giữa cái iPhone 7 và cái iPhone 6 như thế nào á mọi người. Thực chất thì nó cùng một kích thước thôi, nó chỉ khác là mọi người sẽ thấy được cái đưa hai cái đường sóng và camera của cái iPhone 7 thì nó sẽ to hơn và nó đen hơn, nó lồi cao hơn của cái dòng iPhone 6 đó. Đây là 7G nha mọi người nha, còn 7 Plus thì nó to hơn. 7G bên em đây. Ở đây thì tài khoản iCloud này là tài khoản iCloud của em, khi em gửi hàng em sẽ đăng xuất ra ngay nha mọi người nha, em sẽ đăng xuất ra đó. Đây là iPhone 7 ha, iPhone 7 bản 32 GB nha mọi người nha, bản 32 GB, vân tay vân chân đầy đủ luôn mọi người. Đây. Đó. Giờ đây. Pin ví dụ như con này là 89%. Giờ đây, xin lỗi mọi người nha, tại vì em có cuộc gọi ha. Em xin nói lại nữa ha, thì cái iPhone 7 nha mọi người. Ở đây em có hai bảng màu nha. Màu hồng gold và màu đen nha mọi người nha. Máy rơi vào khoảng tầm 98%. Đó, máy đẹp ha. Nói chung là nó vẫn có những điểm trầy xước á, nó không có được như cái hàng 99 đâu mọi người. Nó không có được đẹp như bản 99 đâu nha mọi người nha. Đây. Những bản này nó vẫn có trầy xước, bởi vì em mới nói là khoảng tầm 98% thôi. Nhưng mà máy đẹp, em sẽ bao máy nguyên zin luôn, chưa từng thay thế sửa chữa linh kiện nha mọi người nha. iPhone 7 với mức giá là 3 triệu mốt, em sẽ tặng cho mọi người đó là một bộ sạc, một que chọc sim nha. Một bộ sạc, một que chọc sim. Tất cả chế độ bảo hành trên máy bên em của ở đây, tất cả luôn thì em sẽ bảo hành cho mọi người là một đổi một trong vòng 3 tháng nếu máy lỗi.
Phần mềm em sẽ bảo hành cho mọi người là trọn đời máy, tức là dòng iPhone nè, Samsung. Bên em thì chuyên iPhone và Samsung thôi. Thì tất cả những cái dòng này á, thì phần mềm em sẽ bảo hành cho mọi người là trọn đời máy, tức là máy còn hoạt động em sẽ vẫn còn bảo hành phần mềm nha mọi người nha. Dạ rồi, em cũng xin kết thúc video trưa hôm nay ở đây nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video trưa nay của em nha. Mọi người mua hàng vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại giùm em, đó là 0971 172 105 nha.